Nó không thích thổi mà anh này chưa được thổi. Ok, quay bên này, anh này thổi cái nữa rồi bắt đầu cắt. Em thổi chưa? Rồi, con chưa được thổi đây. Em thổi rồi hả? Rồi xong. Ok rồi, chắc chắn. Con thủy chưa thổi cái này. Trời ơi. Ok rồi, em thổi cái này nè, em thổi cái này nè. Em thổi cái này. Đây đây, em rồi, em thổi thôi. Thổi rồi, thổi nữa, người ta thổi nữa. Thổi rồi, em này là con. Con anh đó. Con ai nữa mới chết. Nó rành lắm. Rồi Sophia thổi một cái nữa nè. Rồi. Oh my god. Bây giờ cái đường ông dành nấu nè. Xong rồi phải không? Cầm luôn. Rồi xong rồi phải không? Everybody done. Biết không? Rồi rồi, rồi tắt ấm đi. Nè dài con ai đây? Rồi tất nhiên em thổi nữa. Rồi ai thổi? Bảo vệ cho chị này thổi đi. Bắt đầu cái ô chưa hẳn nhắn lên bắt đầu. Bé, mẹ từ xưa mẹ nghe cái tiếng con rẻ lắm, ôn lắm. Không muốn lại cái chí của ông đấy, nó có loáng này. À, đổi thôi. Loáng cái đi con. Chả chả bạn. Rồi, giống nhau thôi mà. Trong cái hộp bánh này đâu. Giống nhau thôi. Nè, chỉ có bì thủng như chị kia chỉ có hai cái. Chỉ ngồi chừng bì cái chừng nữa. Đây. Happy birthday. Mày mày hết đi. Mày sao mày nãy ông Vinh ông cầm số 7 ngược mà ông cầm bên phía bên đấy thành ra cái thứ gì nó xây vô trong cái xe hồi nãy xây mắt. Mà mày giống như á. Rồi cắt đi. Nó đi đâu? Rồi đó chụp hình cho nó. Nó đi đâu? Đi. Cô bé có máy hình chụp nữa. Đi. Bỏ công thì giao cho em tôi lần bữa đúng không vậy? Nữa nói chụp đi. Rồi. Trời ơi. Chị đó cô bé. Here. Here. Đứng dao lên cho lăn làm được ai thị đâu. Đưa lên. Được rồi. Cái khái gì đi. Cái khái gì đó mà. Rồi cắt đi. Rồi cắt. Đưa mày cắt cho. Lấy cái dĩa đây để mày cắt cho bạn. Bì con ba kia không đứng rồi. Nhà chụp với mất kia. Để đứng chụp với mất kia. Nét cơ. À, con đứng đằng sau em nè. Đứng sau em nè, đứng ngay giữa này là mi. Đứng ngay giữa bên trên bên trong bên không, có bé chụp hình kép đó. Từ từ chờ em chút. Dịnh dùng con này nè. Nó thiêu nhìn mẹ nè, chụp với chị mi nè. Yeah. Rồi. Em sầu riêng biết mấy đứa biết ăn không ta? Thôi cùi sầu riêng hả? Ờ, sầu riêng. Làm bún hồng cũng ngắt em. Ở kè con hơn bánh bánh mỹ. Ông cái ông nằm đem lên mây lấy dĩa con. Cái chén đi chén giấy. Người Việt Nam hả? Không biết ông đặt người Việt Nam hay người chi nữa. Mà cá đi 50 mình xịt áo rồi. Ăn chung giờ thỏ miệng rồi má, nhà bán miệng gì con giao máy ở đây quay phim không giao máy đi bắt phim rồi chờ cắt bánh xong một chút nữa đập kèo mày chén luôn con, đang trong chén đó rồi. Con không biết chén ở đâu. Ủa trong chén mà xách ra rồi. Ủa, chưa quay gì được chưa ta? Đeo lên đi con.